Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn Tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV Lần đầu tiên thì Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe Về chào trân trọng đến quý vị và các bạn trong mọi nước Và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người Luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống nha Tiếp tục thì ngày hôm nay ở Trong buổi tối ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật Đến toàn thể các bác, cô, chú, anh chị Quý vị và các bạn trong mọi nước những thông tin liên quan tới sức khỏe của cháu đạt hiện tại vẫn tiếp tục đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ như quý vị cũng đã biết trong ngày hôm qua ngày hôm kia thì rất nhiều những cái tin vui liên tiếp và chúng ta nhận được những cái thông tin từ cháu đạt thưa mọi người ngày hôm qua thì mẹ của cháu đạt cũng bất ngờ bị ốm bị sốt đó quý vị và sau đó cũng dùng thuốc và hiện tại sức khỏe chị cũng đã ổn định Thưa mọi người, gần 50 ngày đã trôi qua Đã rất nhiều ngày mà mẹ của cháu Đạt cũng như bà nội mất ăn mất ngủ Thậm chí còn quý vị khán giả cũng rất nhiều người mất ăn mất ngủ Khi mà lo lắng cho cháu Đạt Mình cũng có một vài những cái thông tin Và cũng đã đăng tải rất nhiều trên cái trang uh, Youtube của mình Và nhận được rất là nhiều cái sự ưu ái Những cái... Mà góp ý cũng như mọi người ủng hộ cho Vượng Hạnh rất nhiều Điều đó Vượng Hạnh xin chân thành cảm ơn tất cả Cô bác, anh chị, quý vị và các bạn trong một ngoài nước Quý vị đã luôn luôn theo dõi, đồng hành cùng với Vượng Hạnh Để chúng ta ủng hộ cho uh, cháu Đạt Mong cho cháu mau khỏi để cháu trở về cuộc sống đời thường Thưa quý vị thì ngày hôm nay có một số thông tin như sau về sức khỏe của cháu đạt đã tạm thời ổn định bệnh tiêu chảy của cháu đã dứt điểm khỏi hẳn thưa quý vị và tiếp tục những hôm nay là những cái thông tin vui mà chúng ta nhận được từ phía gia đình của cháu đạt đã, đã mình đã cập nhật được thì hôm nay tiếp tục những cái hành động của cháu những cái cử động chân tay cũng đã ngày càng rõ rệt hơn mình mong sao đây là một cái câu chuyện mà mình muốn sắp kể với quý vị. Mà câu chuyện này thật sự với quý vị là mình cũng mong được sự ủng hộ của quý vị. Thì đầu tiên cái thông tin mình xin cập nhật lại là mẹ của cháu đạt đã khỏi uh, sốt rồi mọi người nhé. Cái thứ hai là cháu đạt có những biểu hiện uh, cử động rõ rệt hơn một chút nữa. Đó là những thông tin rất vui. Cái thứ ba là hiện tại thì cứ lấy gừng và xoa vào bàn tay cho con tức là cho cháu đạt thì hiện tại cái bàn tay cũng như là những cái da rẻ của cháu hiện tại bây giờ cũng đã hồng hào thưa quý vị đây là một cái dấu hiệu rất mừng khi mà cập nhật đến quý vị đúng không ạ còn hôm nay là những thông tin mình muốn cập nhật đến quý vị là như vậy thế còn một số cái thông tin tiếp theo hôm nay mình có vô tình uh, mình cùng với những người thân mình đi chơi mọi người và mình cũng gặp một uh, sư cô thì mình cũng hỏi uh, mình cũng hỏi rằng là thầy ơi uh, ví dụ như tất cả mọi người hợp ý cầu nguyện cho một ai đó thành tâm uh, nhất niệm để mà mong cho người ấy được mau lành thì cái đấy nó có linh không hả thầy thì sư cô cũng nói rằng Tất cả mọi người hợp ý cầu nguyện niệm Phật nhưng phải thành tâm đó phải uh, thực hành rất là nhiều những cái việc uh, thật sự mà như hôm mình nói quý vị một uh, chị chị ấy ở bến Tre chị ấy đã mua 2 tạ gạo 200 kg gạo để đi từ thiện cho người nghèo để kêu gọi mong cho trời Phật phù hộ cho cháu đạt cho mọi người thì chị ấy làm được việc như vậy thì mình hỏi sư cô thì sư cô cũng nói là nếu như mọi người nhất tâm trợ niệm để mà cầu an cho cháu thì uh, cái điều đó thật sự không còn gì bằng. Hay là mình nghĩ là nhiều khi nó cũng do cái tâm linh thì mình cũng hay phân vân là như vậy. Đến hôm nay thì uh, mình cũng có một đôi chút xúc động dạo gần đây uh, vượng hạnh rất hay xem những clip uh, của thầy Thích Minh Tuệ quý vị hiện tại xem mà cũng cũng cảm thấy thương và rơi nước mắt thế thì công danh sự nghiệp để làm gì mà chúng ta còn tham sân si thì thầy nói rất là hay cho nên là mình chỉ mong muốn là quý vị đừng sân si nhiều quý vị hãy làm tốt bổn phận của mình là một người mẹ một người vợ một người chồng một người cha hãy đối xử tốt với cha mẹ ông bà đấy là một cái điều mà tất cả chúng ta đời sau này chúng ta sẽ không không khổ quý vị cho nên mình hỏi sư cô là như vậy thì sư cô cũng nói rất nhiều và những cái câu niệm phật của quý vị nghe đâu thì về phía tâm linh cũng đã linh ứng với mọi người thì tiếp tục mọi người hãy cầu nguyện để cho uh, cháu đạt sớm được bình phục thì cái thông tin ngày hôm nay đó là những cái thông tin vui mà cháu đạt đã có những tiến triển rõ rệt hơn Da rẻ đẹp hơn không bị sạm nữa mọi người và cũng đã có những cái cử động rõ rệt quý vị nhá và đặc biệt hơn các quý vị có biết gì không ạ các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ mà đang cấp cứu ngày đêm lo cho cháu đạt các bác sĩ thật thật lòng mà nói là rất là tốt bụng mình phải nói là rất là tốt bụng hiện tại đến bây giờ như vượng hạnh cũng rất muốn đến để mà vào thăm cháu đạt thế nhưng mà thưa quý vị đến bây giờ là không được phép nha mọi người bởi vì đến tất cả mọi điều kể cả người thân trừ mẹ chồng mẹ cháu lúc nào bác sĩ gọi là được vào trừ người thân thôi cho nên đến bây giờ thì mọi người cũng phải biết những cái hành động cử chỉ của cháu đạt mỗi ngày một rõ rệt hơn thì đó là những thông tin cực kỳ vui Những thông tin mà quá là tuyệt vời đó mọi người Mình uh, nói thì thật sự mọi người là vượng hạnh cũng cũng hay xúc động Bởi vì mình, uh, những cái hoàn cảnh như cháu đạt Thật sự là không còn gì để nói, quá khổ Mẹ con của cháu đến hôm nay là 47, 48 ngày rồi Vẫn phải lẽo đẽo theo con nằm ở bệnh viện đây là một trong những cái điều mà khiến cho tất cả chúng ta ai cũng đau lòng bà cháu thì hiện tại tóc còn bạc hơn nhiều quý vị cho nên hôm nay mình hỏi được uh, sư cô mà gọi là sư thầy rồi mà thầy nói mình cảm thấy ấm lòng bởi vì cái lượng khán giả của vượng hạnh đang rất là đông đảo mình biết điều đó và mình rất cảm ơn các quý vị và đặc biệt hơn nữa là quý vị niệm phật rất nhiều vượng hạnh biết điều đó và chân thành cảm ơn quý vị và mình cũng muốn uh, mong cho quý vị khán giả mong cho các bác cô chú anh chị lúc nào cũng được bình an gia đình được hạnh phúc mọi người tốt bụng thật sự luôn mình cảm ơn mọi người rất nhiều bởi vì uh, bây giờ chính bản thân vượng hạnh mới biết được mọi người khi xảy ra những cái việc như cháu đạt hay là bất kể vụ việc gì mà nó trái ngang Thì cái sự ủng hộ Cho cái lẽ phải Là nó vô bờ bến Của quý vị khán giả Thật sự đến hôm nay Mình cũng cảm thấy bất ngờ vì những cái hành động Những cái uh, Những cái ủng hộ của quý vị khán giả Lớn mạnh, quá lớn mạnh Mình cứ nghĩ rằng trên thế gian này Ít người tốt Nhưng thực sự ra đến bây giờ mình mới biết rằng Ở uh, rất rất nhiều người tốt mong quý vị uh, hãy giữ gìn sức khỏe cuộc sống này chúng ta chỉ được sống một lần thôi quý vị hãy sống tốt với nhau hãy chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp những điều hạnh phúc để cuộc sống của chúng ta thêm phần uh, nhiều màu sắc hơn đó là một cái điều mà vượng hạnh mong muốn quý vị là như vậy và luôn cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi đồng hành cùng với vượng hạnh trong suốt gần một tháng nay và cái thứ hai nữa là đặc biệt của cháu đạt được sự quan tâm lớn mạnh của quý vị những cái điều niệm phật của quý vị hay là đã linh ứng đến ở uh, trời cao để mà đến bây giờ cháu đạt mỗi ngày mỗi tiến triển thì uh, hoan hỉ quý vị hãy cố gắng niệm phật để giúp cho cháu đạt nha thì mình xin cập nhật lại một lần nữa uh, bởi vì cũng có rất nhiều người uh, sân si vì cũng nói vượng hạnh nói lòng vòng mấy lại uh, không cập nhật tin tức tin tức hôm nay thưa quý vị là mẹ cháu đạt cũng đã đỡ nhiều rồi cái thứ hai là sức khỏe của cháu đạt cũng đã phục hồi da rẻ rất đẹp từ những cái uh, lau nước gừng cho mọi người cái thứ hai là có những cái cử động ngoài tác động nhé quý vị những cái cử động ngoài tác động tự cử động nhẹ đây là một dấu hiệu vui thì uh, đây là một trong những cái thông tin mà muốn truyền tải đến quý vị khán giả của Vượng Hạnh để cho quý vị nắm được cho mọi người sẽ vui vẻ mọi người sẽ hoan hỷ tiếp tục niệm Phật và quý vị nếu ai niệm Phật kể cả trong mồm cũng được kể cả quý vị nghĩ trong đầu niệm Phật cũng được nhưng các quý vị hãy đọc tên Nguyễn Hoàng Đạt nhé quý vị hãy đọc uh, cầu cho cháu Nguyễn Hoàng Đạt được nạn khỏi tay qua đây là một cái điều rất cần thiết nhờ đến quý vị khán giả chúng ta hãy làm điều đó và mong quý vị hãy uh, niệm phật thật nhiều hơn nữa và cái điều mà mình muốn truyền tải đến quý vị hôm nay tiếp theo là chúng ta khi còn bố mẹ ông bà mong quý vị hãy đối xử thật tốt với người thân mình và hãy yêu thương chồng hoặc vợ con thật nhiều để sau này nghiệp báo của chúng ta nó nhẹ với mọi người mình cũng rất mong điều đó từ quý vị phải chăng những cái lời niệm phật của quý vị đã thấu đến trời xanh cháu đạt đã đỡ đi rất nhiều điều đó rất là mừng đúng không quý vị và hiện nay thì tất cả những cái thông tin mà mình cập nhật được thì mình kể cả nhỏ thì mình cũng đều cập nhật đến quý vị cho nên câu chuyện của mình nó sẽ lòng vòng và mong những người sân si uh, hoan hỉ cho vượng hạnh nha một lần nữa thì vượng hạnh xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều chúc cho quý vị được bình an và hạnh phúc và cảm ơn quý vị hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những cái chương trình tiếp theo mình sẽ cập nhật đến quý vị sớm nhất nếu có những thông tin mình cập nhật mới hơn nhé xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo